tinh tế, lướt mạng xã hội, xem YouTube hay là truy cập vào hầu hết những cái ứng dụng được cài đặt trong máy là cách mà mình sử dụng và tận dụng màn hình ngoài có kích thước lớn và đặt theo chiều dọc của Oppo Find 2 Flip và cách mình làm như thế nào. Mời các bạn xem video này nhé. Như các bạn thấy thì ở màn hình ngoài của Oppo Find 2 Flip này, mình đang có thể truy cập vào hầu hết tất cả những cái ứng dụng đang được cài đặt ở bên trong máy mà không cần phải mở máy ra. Tức là mình có thể sử dụng nhanh trực tiếp từ màn hình phụ bên ngoài mà không cần phải mở máy ra trong những tình huống không cần thiết. Thì cơ bản mình có thể làm được những gì? Chúng ta có thể xem được mail từ màn hình bên ngoài nè, chúng ta có thể xem được YouTube nè, lướt các trang mạng xã hội nè, xem tin tế nè, rồi có thể thanh toán từ màn hình bên ngoài, trả lời tin nhắn từ những cái ứng dụng tin nhắn như là Messenger, như là Telegram. Nói chung là hầu hết những cái ứng dụng nào được cài đặt và sử dụng ở bên trong như thế nào thì ở bên ngoài màn hình ngoài mình đều có thể mở lên và sử dụng như thế ấy. Chỉ là cái màn hình nó nhỏ hơn thôi. Mặc định từ cái màn hình phụ của Oppo Find 2 Flip, chúng ta đã có thể sử dụng được những cái tiện ích hay là widget, nhưng mà hầu hết nó chỉ là những cái tiện ích cơ bản, ví dụ như là nhận thông báo và trả lời nhanh tin nhắn thông qua những cái công thoại đã được cài đặt sẵn, rồi xem thời tiết nè, ghi âm, đếm giờ hay là sử dụng nó như một màn hình để mà chúng ta chụp hình từ camera sau. Tuy nhiên chúng ta cần có một cái thủ thuật cũng như là cài đặt để mà có thể tận dụng được cái màn hình ngoài này nó tốt hơn. Thủ thuật này đơn giản thôi, chúng ta cần cài đặt một ứng dụng có tên là Cover Screen OS. Đây là một cái ứng dụng hỗ trợ cho những thiết bị có màn hình ngoài. Và trước đây thì nó hỗ trợ cho Galaxy Z Flip 3 cũng như là Z Flip 4. Bây giờ thì nó đã có một cái bản update chính thức hỗ trợ cho Oppo Find 2 Flip với màn hình bên ngoài. Thì chúng ta chỉ việc là lên CH Play để mà tải cái ứng dụng có tên là Cover Screen OS mà mình để cái tên trên màn hình, các bạn chỉ cần gõ thôi. Khi tải xong và mở ứng dụng lên thì nó sẽ đòi hỏi một số những cái quyền truy cập để mà nó có thể tương thích với máy và hỗ trợ cho cái màn hình bên ngoài. Cái việc của chúng ta chỉ cần là bật công tắc để mà cho phép ứng dụng có thể truy cập vào màn hình nè, hay là truy cập vào thông báo cũng như là các dịch vụ. Đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà đóng máy lại, chúng ta đã có thể sử dụng được cái màn hình ngoài với những cái tiện ích mà mình đã sử dụng bên trên. Sau khi mình thiết lập xong hết thì Cover Screen OS nó sẽ trở thành một cái widget mới ở bên màn hình ngoài của Oppo Find 2 Flip. Những widget mặc định của máy vẫn được sử dụng một cách bình thường, theo cách thao tác bình thường. Và khi mà chúng ta muốn sử dụng Cover Screen OS thì chúng ta chỉ cần là mở khóa màn hình ngoài nè, xong sau đó chúng ta chỉ cần bấm chạm vào màn hình một cái là nó sẽ hiện ra hết tất cả những cái app được cài đặt ở bên trong điện thoại, và chúng ta muốn sử dụng app nào thì chúng ta chỉ cần bấm vào đó để sử dụng ngay. Ví dụ giống như là Telegram, khi mà mình muốn trả lời một cái tin nhắn thì mình cũng có thể bấm vào và nó cũng sẽ hiện một cái bàn phím ra để mà mình soạn thảo văn bản để mà trả lời lại. Còn khi mà mình lướt Facebook hay là lướt tin tế thì nó cũng sẽ giống như giao diện bên trong màn hình chính. Cách làm rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần cài đặt thêm một cái ứng dụng có tên là Cover Screen OS và trải qua vài bước thiết lập là đã có thể tận dụng được màn hình ngoài của Oppo Find 2 Flip. Và cái cảm nhận của mình đó chính là cái màn hình ngoài này nó lớn và được đặt theo chiều dọc nữa, thì chúng ta có nhiều không gian hơn, cũng như là có thể trải nghiệm được cái màn hình ngoài nó tiện hơn và cũng thích hơn. Nó cũng thú vị khi mà chúng ta không nhất thiết phải mở cả máy ra mà vẫn có thể truy cập vào các ứng dụng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những thủ thuật khác nhé.